Bồ Tát Quán Tự Tại khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc, còn lại bốn uẩn kia cũng đều như vậy cả. Xá Lợi Tử nghe đây, thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không, không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu căn, không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có 18 giới, từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, cho đến không lão tử, cũng không hề lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trí cũng không đắc. Vì không có sở đắc, nên một vị Bồ Tát nương diệu pháp độ, tâm không còn chướng ngại. Vì tâm không chướng ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo. Đạt Niết Bàn tuyệt đối, chư Phật trong ba đời, ý diệu pháp trí độ, nên đắc vô thượng giác. Vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn nói câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật. Nói xong, Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.